Cuộc chiến tuy đã lùi xa, nhưng vẫn còn nghe qua những câu chuyện kể. Tạm biệt người thân, anh hứa rằng sớm quay trở lại. Khi đất nước thanh bình, anh không còn trở lại quê hương. Anh là người từng xem thường lửa đạn bom, đánh đuổi quân thù, giành lại manh áo chén cơm cho khắp cả ruộng vườn đầy trái ngọt quá thơm. Ở lứa tuổi thanh xuân, anh cũng có nhiều ước mơ khát vọng, từng mơ ước riêng mình có một gia đình vợ đẹp con xinh. Những khi tổ quốc cần, anh sẵn sàng khoác áo chiến binh và đi bất cứ nơi đâu. Khi quê hương lên tiếng gọi, dù phải hy sinh, anh cũng không tiếc máu xương mình. Để đổi lấy thanh bình, độc lập tự do, và anh đã dịch chuyển ra đi khi tuổi đời vừa tròn mộng. Những ước mơ của đời đành gửi lại nơi chiến trường. Quê hương mình thanh bình, anh không còn trở lại gia đình. Với quê hương sâu nặng ân tình, nơi chiến trường xưa anh nằm lại một mình. Tàn trắng vàng đã xé bóng ngang đầu, sương khuya còn đông những giọt sầu như than khóc cho người chiến sĩ vô danh. Anh nằm đây đã mấy mùa tuyết đông nắng hạ, xác thân mình đã biến thành những hạt bụi cho đất anh hùng nở thắm ngàn hoa. Và mái trường tuổi thơ hồng nơi cánh phường, cho quê hương cuộc sống yên bình, dẫu riêng mình đã vĩnh viễn đi xa. Sau này có ai hỏi đến tên anh, nói anh ra đi từ xuân ấy không về. Anh ra đi không để lại dấu vết tuổi thơ.
tên mình. Chỉ để lại những chiến công trang dội lầy lừng, để lại bạc hùng ca cho quê hương dân tộc. Mẹ kính yêu ơi, xin mẹ hãy vui lòng, vì con mình đã trọn vẹn với non sông. Tuổi tâm năm xứ vàng sẽ ghi tàn.